Xin chào các bạn ha, đến hẹn lại lên thì Giang hôm nay sẽ giới thiệu cho mình một cái dòng xe cũng gọi là giá rẻ nè, trả trước thấp và không kém phần cá tính cho các bạn nha, đó là dòng dòng Winner SV3 của Honda Việt Nam nha các bạn. Thì ở đây thì bên Giang có một số các màu lên sơn 3D này các bạn, ví dụ như là màu xám ánh tím này, hiện tại thì màu này đang rất là hot trên thị trường luôn á các bạn. Thì các bạn thấy không, bên Giang có phối cho mình là tem nè, tem đỏ đen nè đó, và lên một số phụ kiện độ cho xe, ví dụ như là chống đổ trước sau nè, ba ga, công tắc đèn nè, tay nắm nè, tay thắng nè đó, chống đổ trước sau và chụp bô nè đó. Ngoài ra thì bên Giang có độ phuộc cho các bạn nữa, những cái màu mà lên sơn 3D như này á thì bên Giang chỉ có 2 triệu tiền lên sơn thôi ha, và có bao đổi cà vẹt xe cho mình luôn á. Thì bên cạnh này có một cái em màu xanh ha, màu xanh ngọc này, thì đối với những cái con xe màu xanh như này á rất là tiện nha các bạn. Thì mình khi mà mình lên sơn á, sau này mình muốn lên sơn màu gì cũng được ha, khỏi cần đổi cà vẹt xe luôn, chỉ cần đổi một lần thôi ha. Tiếp theo thì Giang có một cái em màu xám hồng nha các bạn, màu xám phối tem hồng nha các bạn. Và bên kia là em Repsol ha, nhìn rất là cá tính luôn. Đây thì Giang chỉ giới thiệu cho mình cơ bản là bốn cái màu lên sơn 3D như này thôi. Ngoài ra thì bên Giang còn có đầy đủ các màu zin, ví dụ như là màu đỏ nhám nè, màu bạc nhám, đen nhám và đỏ bóng, đen bóng ha, trắng bóng nữa đó. Và màu zin thì bên Giang có rất là nhiều màu, còn màu lên sơn 3D thì tùy theo yêu cầu của khách hàng thì bên Giang sẽ lên sơn cho mình nha. Thì đối với dòng xe này nè, những cái bạn nào mà mình đang có tài chính thấp mà mình muốn sở hữu một cái em xe như này, có thể là sinh viên, những cái bạn đi làm, những anh chị ráp mình muốn sở hữu xe này tài chính thấp thì trả trước cho Giang 4 triệu nhận xe nha. Thì thủ tục cực kỳ đơn giản luôn, mình chỉ cần là chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân là được. Bạn nào mà mình có bằng lái, hộ khẩu hoặc là thẻ bảo hiểm của công ty nha, hoặc là cà vẹt xe chính chủ này, mình có thể mang theo luôn để Giang hỗ trợ mình lên những cái ngân hàng khác, người ta hỗ trợ vay cao hơn và có lãi suất thấp. Thì đủ 18 tuổi thì mình có thể lên hồ sơ được rồi ha. Thì độ tuổi lên hồ sơ bên Giang sẽ là 18 cho tới 65 tuổi nha các bạn. Thì những cái bạn nào mà mình đang muốn có nhu cầu mua xe, mình cứ liên hệ trực tiếp cho Giang, thì Giang sẽ hỗ trợ cho mình về phần thủ tục này, giấy tờ biển số này, thì Giang sẽ báo chi tiết hơn ha. Ngoài ra thì bên Giang còn có rất là nhiều các dòng xe khác, ví dụ như là xe Kia Sonic nè, Ed nè, AB Vario ha, tất cả các dòng xe của Honda, Suzuki, Yamaha đầy đủ cho mình lựa chọn nha các bạn. Thì bạn nào mà mình đến cửa hàng, khi mà mình liên hệ trước với Giang á, thì Giang sẽ hỗ trợ cho mình từ 500 cho tới 1 triệu đồng tiền xăng xe nha. Ngoài ra thì bên Giang còn có nè, thu xe cũ đổi xe mới cho mình luôn nè, còn tặng cho mình combo 8 phần quà khi mà mình mua xe. Và đối với những cái xe mà nhập khẩu á, thì bên Giang bảo hành cho mình trong vòng 3 năm ha, tặng cho mình thêm 3 năm kiểm tra định kỳ miễn phí nữa. Đó thì Giang rất là hy vọng là các bạn nào mà mình đang có nhu cầu mua xe thì mình cứ mua xe vào thời điểm này đi. Thì thời điểm này sẽ là thời điểm cực kỳ là hợp lý để mua xe. Thứ nhất là về biển số giấy tờ sẽ kịp Tết cho các bạn đi về quê ăn Tết chẳng hạn ha. Thì Giang rất là hy vọng được đón tiếp các bạn ở tại cửa hàng nha các bạn. Thì khi nào các bạn nào mà mình đang muốn Giang review về cái dòng xe nào khác á, thì mình cứ để comment ở bên dưới đi ha, thì Giang sẽ làm video hỗ trợ cho mình dòng xe đó ha. Thì Giang xin kết thúc video tại đây. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật là vui vẻ nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.